먼저 내가 먼저 얘기할 건데 탄은 어떤 거 얘기하고 싶어요? 일하는 곳, 사는 곳 주제. 일하는 곳? 인하는 것? 람백? 사는 곳? 송? 내가 인하는 것? 이 할까요? 내기 그러면 여기 내가 먼저 해볼게요. 목분 잘 들어봐요. 피행한으로 할 거니까 쉽진 하고 않겠지만 가 하고 목분 오케이. 네 나는 충남 태안에서 살고 있어요. 태안은 서쪽 한국의 서쪽에 있는 반도입니다. 태안은 바다가 많이 있어요. 내가 사는 마을 이름은 천리포입니다. 천리포에는 유명한 수목원이 있습니다. 이름은 천리포 수목원입니다. 내가 사는 곳은 작은 마을이라서 작은 항구가 있어요. 항구에는 배들이 많아요. 배들은 봄이 되면 물고기를 잡으러 나갑니다. 그리고 해수욕장이 있어서 많은 관광객들이 여름에 찾아옵니다. 요 정도. 파울라우, 반짬. 오, 리버, 리버, 얼마나, 아니, 말로 해요. 너 코테 너이. 파울라우, 반짬. 30, 반찬? 파센, 반찬? 네. 오케이, 오케이. 좋아요. 자, 이번에는 타니 한번 얘기해봐요. 내가 들을게요. 코테네. 네. 탱백. 저는 베트남어로 예, 네, 당연히. 이하는 것 이야기. 람백. Mỗi sáng tôi thức dậy vào 6 giờ. Sau đó tôi dành 15 phút để học tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung Quốc. Tôi chuẩn bị ăn sáng và bắt đầu đến công ty làm việc vào lúc 8 giờ. Mỗi ngày tôi đều làm việc với người Peru. Một ngày tôi làm việc 11 tiếng. Thông thường chỉ làm việc 8 tiếng thôi, nhưng tôi tăng ca 3 tiếng. Công việc của tôi thì sản xuất về bộ phận ô tô và máy bơm nước. Tôi thì cứ một tuần tôi làm một tuần ban ngày, sau đó lại thay đổi ca, tức là sau đó tôi làm một tuần ca đêm. Cứ như vậy thay đổi vì công ty tôi có rất nhiều việc nên máy móc luôn lúc nào cũng hoạt động.됐어요? Vâng. Okay. 아마도 한25% 이해했어요. 그때 아무나 아침 8시에 가고 뭐 차다 차 만들고 차뭐 만들고 하는 거 얘기 좀 들었는데 어려워요. 꼭 네. 네. 자, 이거 해봐요. 일단 땡볕 읽으면 내가 한국어 써줄게요. 엠마 독 띵벳 도이다 비엣 방탱한 네. 비사 해력 티톡 띵벳 읽으세요. 독 띵벳 뚜 띵벳 뚜 띵벳 visa thì là일루 Hàn Quốc có visa visa này xuất nhập cảnh chung lạc tan chúc Yimin ịp chúc ịp quốc Yimin y y mình Yeah, xuất nhập ồ cảnh immigration immigration ịp chúc chúc quốc chúc quốc ịp quốc kugo xuất nhập cảnh immigration nè trục xuất nhập ịp cảnh quốc chúc chung chúc cúc sao mua sổ trục xuất nhập cảnh trục xuất nhập cảnh
Chút ít cúc sao một số Một chút tiệp cúc này. à. Xong một số. Hộ chiếu. Ô chứ dọc quán Dọc qua này. Thẻ lưu trú. ê lưu trú residence card ý bộ ê lưu trú Thẻ lưu trú quê quốc in về quốc in từng lúc chấm. này, quê quốc in truck chương này 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 Ok. cấp phép Có cả chứng. cấp phép này Có cả. Cấp phép. họ cạc chương này Ừ. quốc tịch Quốc tập. Xin mình chứng. cúc chóc Xin mình quản. Xin mình quản. cúc tịch cúc 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 chót Xin mình quản. xin minh quấn Ít ta cả đảo ai ở thiên ngàn, ít ta cả phát cái đồng tiền. này lãnh sự Lãnh sự, counselor, lãnh lãnh sự sự, counselor, counselor, sang tâm sao? lãnh sự dọn xa dọn xa Dọn sao, ok. thủ tục Tứ cho anh quốc cha cho á anh cha thủ tục à xin anh ở cha cho anh cha này này duy trì UG là duy UFO thì sao duy trì hạ tạ này duy trì kia thời hạn kỳ tôi can rằng nhiều chi gan ý này cái yêu thì cần của nó chi gan Yuhyo Kikan này mở rộng Monta Moron, dân trang. Yon Chan Hata ta này Dân miễn chế. Miong Che Miong Che cấp Cấp, xương yên. Song Sen Nim Thế Bắc tạm trú Tạm trú, này temporary residence, tạm Igonen, trú im chê chí. chê 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 Từng nộp chân. ipsi tương đốc Im chí khó chút ipsi chân. tương đốc chân ồ Im chí khó chút. con chu chân cư trú U chú. Residence khó chút. con chu trang đăng ký tương Từng nộp, đăng ký. tương đốc tương rốc phí Quý đồ gốm Bion giò cơm này giò cơm bì dung thẻ xanh ồ Để thẻ sang xanh green card 하면 이거는 주민증? chu minh chương시민증? chu minh chương thẻ xanh for American Green card 시민권 시민증 people citizen công dân công dân Xi Xin minh, xin minh. Minh ok Visa. Iko tano tu domne Iko kenyang to tengbe Iko bayo Dok Này. teng kao tengbe Tôi cần một visa để nhập cảnh vào quốc gia đó. Tôi cần một visa để nhập cảnh vào quốc gia đó 알겠어요 무슨 뜻인지 나는 필요해요 이자가 약간 바오 국자도 거기 국자 리나라 나라에 필요 가는 거 약간 네 에프쿠 외국에 가는 거 필요해요? 저는 그 나라 네. 에서 비자 필요해요. 약간 네 일하기 위해서 입국 약간 입 입국 입국하기 위해서 입국까지 비자 필요해요. 비자른 비료해요. 오케이 오케이. Next. tôi phải đến lãnh sự quán để làm thủ tục lãnh Biết sự quán tôi phải đến lãnh sự
quan để làm thu đốc pizza. Pizza xuất xuất, thu đốc xuất xuất, xuất xuất, pizza xuất xuất Xin khăn chào. đê. Tối. Chào Em anh này, nên đàn lãnh xu, lãnh xu dọn xa quá. dọn xa quan, chào À, nên dọn dọn xa quá xa này, ai là quan. tiền, bắt đầu. Pizza xuất xuất khăn đê. Ê ca chun chun cha ha ha so ca dù. Ok. Next. Hộ chiếu của tôi đã hết hạn nên tôi phải làm mới. Kỳ cảnh Hộ chiếu của tôi đã dọc quanh ăn nén. Tôi chê dọc phải quanh làm mỗi nó. phải làm mới Hộ chiếu của hộ chiếu đại hộ chiếu. dọc quanh Do quân hộ chiếu. hắn nên tôi cần phải phục trang là mỗi nó xe cứ có xe xe đồ uống phải lắm lắm Mới dọc chê dọc con y manrio te o so kê là sao sinh bia hay dù kháng sinh kháng sinh ta hết kháng ăn sinh ok. bút chất Tốt. các thủ tục visa chun chê visa chọn man or dù ca tâm chun cha visa ca tâm chọn man Cao bút phúc chấp phúc tắc đôi bút kỳ chấp hay dù phúc tắc phải bút chấp khi ít ít không? sao dù Ok đó mới phúc tắc phải không? Ok tốt. tôi đã nhận được giấy phép lưu trú từ chính phủ. Tôi đã nhân túc thuốc theo phép lưu trú từ chính phủ là nên Cho trong nên quê sau chính phủ là trong bút trong bú trong quê sau chính trong bu trong bu e so nhân đức quê quốc để in ca tử Hà tư, à, với quốc vinh có chút chừng. quê quốc in Hà tư. ca ca trúc Rồi. ca ca từ bạc tắc sao dù Phát phát tài không? Ok, tốt chạy. từng từng rộng du lịch cho chuyến đi của mình Tôi đã đăng ký visa du lịch. cho nên Pizza Johan pizza cho nên bị Johan pizza Ebita Johan Ebita tuần rắp hết sao rồi manh đăng ký thương nộp hết pizza mở cho chuyên đi của mình chuyên đi yêu anh Johan rục ok. thử xong xem đi ít chú xe vô Chuyện đi, ý ta cái nào chuyện đi. này Tám tôi hàn qua visa du lịch chung là 30 này. bổ Đi cả. sung bi cha Đi cả. Tôi đi cả. bi cha nên sa ship năn ít sao dù Không chỉ video của tổng. Ok. Tôi cầm một lon tôi dán bây giờ đi lý do khăn nhân một lon nhân trang à ta bây giờ chỉ cần Dọn một lon mở rộng yêu nên ta nhân kính dọn chân kính kachi Chỉ cần nhìn kê cá in nhân, cá thể số, cá nhân. Ví dụ cá ok nhân. Bây giờ chỉ cần nhận ra in nghe đều, một lần. dọn chân hả ta Nè, nè. bi cha kỳ càng
Noon Dân và giao hè giờ về. xanh hả ta? Ok. Anh ơi đọc miễn visa. Vì cô Tôi thích quên đấy. anh ấy. Cứ nên visa phiêu ngữ. Miễn. Anh ấy cứ nương visa Bao nương nhiêu? men men chốc men men chê Bên chế, bên chế. À, visa bên chế. Vì men chê quốc thích của anh ơi cứ ga quốc thích cúc chó à cũng chưa ghi gì sao sao cũng chưa tem này cúc chó tên môn nê nên phía ra bên pizza dưới yêu đơn môn bên dưới chê yêu ừ ok môn chê hiểu tôi phải chờ một khoản vì nhật đến để lấy visa khoản vì khoản một khoản 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 phí vì phiếu nhật phí dùng công bật tắt visa lại chỉ có ba trăm rồi bạc không có kiểu bắt đầu bạn visa phải bắt kỳ về ý chẳng hạn xuất sử đồ chỉ bù đề hả visa phải cực ừ lại phải cực phát ta để lại visa visa phải cực phát kỳ về sau đến p p là nhất tin do cũng ý chẳng hạn biểu ngữ biết cha phải cha chua ya đã heo phải cha một khoan đi bị chẳng chun ăn hạt đi thảo ông bị chun hạt nè thế thảo ăn một kiểu ừ저는 그 나라로 입국하기 위해 비자가 필요합니다. 저는 그 나라로 입국 하기 왜해 비자가 필요합니다. Tôi cần Tôi visa. cần visa du lịch để nhập cảnh vào quốc gia đó. Ok. Cứ nữa cho nữa. 비자 절차를 완료하기 위해 영사관에 방문해야 합니다. Tôi đã đi đến đi lương sơ khăn영사관 뭐였죠? Visa 전체를 완료하기 위해 Vì영사관 là lãnh sự quán e thế. ban muôn heya hàm ta Rồi ta đi tôi về. phải đến Phải cũng xa nữa. tôi phải đến lãnh sự quán để làm thủ tục xuất cảnh. Thì chả, ok. 내 여권은 만료되었기 때문에 새로 발급해야 합니다. Nếu yêu quang nên mang rượu tệ oski temune sero ban cầm hê ya hamita Yêu cái quân hộ chiếu yêu quang là qua tối hộ chiếu của bạn thì đã trở nên hết hạn rồi vì trở nên hết hạn rồi nên phải được cấp lại mới. ok à 때로는 비자 절차가 다소 복잡할 수 있습니다. Đôi khi thì thủ tục visa thì lại Phức tạp ok. 나는 phức정부로부터 거주 허가를 받았습니다. tạp.저희 낳고 허가. Tôi thì được nhận Residence, 거주. 정부도 Residence. từ To chính phủ chính phủ. từ chính phủ gọi chu họ Residence. chính phủ gì không nhớ Ok. 나중에 봐요. 나는 내 여행을 위해 여행 비자를 신청했습니다. 보이다. 나는 네 비자 여행 Zurich tôi đã 20 qua mình. tôi thì đã chuẩn bị visa du lịch của mình. 여행 비자 유효 기간은 보통 30일입니다. Vì kê in chốc in euro visa kỳ càng lương dọn chan
thì giờ hai ta tôi phải trả phí vì lý do phí visa, tôi phải mở rộng Tôi visa xem vì lý do visa. cá nhân kênh cho kinh Euro visa Kim Mikanun Yong San Hia hôm nay ta đi lý do cái trường tôi ký. Ok, 그는 그의 목적을 위해 비자를 먼저 받았습니다. 국티? 그는 그의 국적 Euro 하노이? 빙해 비자를 먼저 받았어요. Anh ấy thì đã nhận được cái visa Miễn visa miễn cho visa quốc du tịch, quốc tịch lịch của vì anh quốc ơi. tịch của mình, vì quốc tịch của anh ấy. Visa를 발급받기 위해 일정한 수수료를 지불해야 합니다. 비자는 반 급받기 위해 인천한 수수료를 지불해야 합니다. Tôi phải trả một khoản phí để nhắc định để lái visa. Oh, 어려워요. Ok. 자, 이번에는 이제 단이 준비한 거 해봐요. 네. 교통수단, 수단. 수달 아니고 수단. 교통수단 là phương tiện. 풍진, 네. 지하통. 아니에요, 단. 수단 아. 풍진, 지하통. 비행기. 비행기 máy bay 공항. cung hàng là sân bay항공사. hàng cung xa là hãng hàng không hàng hàng chim chim là hành lý hành lý thô lư sa biêu sa ta là mua vé mở về hàng công an hàng cung quan là vé máy bay bà mai về biên kia thô đề đi bi hành kỳ e so nerita là xuống máy bay xuống máy bay xuống muộn Sư Mu Quan là tiếp viên hàng không. tiếp viên hàng công chú cả Trung Quốc Hà Tà là xuất cảnh. xuất cảnh, ikukada, Ip Quốc Hà Tà là nhập cảnh. nhập cảnh, 짐을 붙이다, Chimbuchita là gửi hành lý. cứ hành lý, 자동차, Cha Tum Cha là xe hơi. xe hơi, 자전거, Cha Chong Co là xe đạp. xe đạp, ô tô bay, Autobike là xe máy. xe máy, bus, Bò sử là xe buýt, xe buýt, taxi, taxi là taxi, taxi, vé, B là tàu thủy, tàu thủy, kicha, Kicha là tàu hỏa, tàu hỏa, chân chơi, Chonchun là tàu điện, tàu điện, terminal, Tominon là bến xe, bến xe, kicha Kicha Yok là bến tàu, yok, bến tàu, ga는 뭐예요, ga? ga dọc. Giao thông principal, Kêu thông biểu sa ban bản chỉ dẫn. bản chỉ dẫn, ilbang thông In ban thông hen đường một chiều. đứng một chữ chủ tra công Chủ cha cầm chi là cấm đổ xe. cắm đỗ xe sagori Ở Sakori là ngã tư. mà tư samgori Samkori là ngã ba. nava cao tốc toro Cô xúc Toro là đường cao tốc. đường cao tốc và thế trận Chi huy chọn là rẽ phải. lẽ phải u hệ trận U huy chọn là rẽ trái. lệch trái sinh hoạt Xin hô tương là đèn hiệu. đèn hiệu bên đâm bộ đồ Quen tan bô tô là chỗ sang đường. đồ sang đường con nó gà ta Còn nê ca tà là đi sang đường. đi sang đường thả đi Còn thôi, thôi. Tari là cầu. cào hăng man Hanman là cảng. cảng chọn chơi phiếu Chọn chọn bio là vé tàu điện. về tàu điện chọn chơi liệu Chọn chọn dọc là trạm tàu trạm tàu điện phiếu điện. Bio là vé. vé à, quang bộ phiếu Quang bút bio là vé khứ hầu. vé của họ biên ghi phiếu Bi hành kỳ bio là vé máy bay. vé máy bay vé phiếu số Mê bio show là nơi bán vé. nội văn bé kỹ xa Kỳ xa là tài xế. đây sẽ kỹ đường Kỳ râm là xăng dầu. xăng dầu car center Ca sen thò là
trạm sửa xe. Chạm sửa xe, giao Giao thông sa cô là tai nạn giao thông. tai nạn giao thông, ye mi ha ta, Dễ mi ha ta là đặt mua trước. tan mo trước, tha ta, Ha ta là lái xe. lái xe, phi hành tha ta, Bi hành kỳ rừng ha ta là đi máy bay. đi máy bay, đi xe đâu cả ta. Kicharo kata là đi bằng tàu Đi bằng tàu hỏa, Baruta. hỏa. Baruta là nhanh. Nhanh, Gurita. Nurita là chậm. Chậm, Sanata. Pyeonghata là thuận lợi. Chọn lỗi, Chulbarata. Chunban là xuất phát. Xuất phát, Tổ chắc Hata. Tôi chắc hata là đến nơi. Đến nơi, mục đích chỉ. Một chốc chi là địa điểm. Địa Địa điểm điểm, đấy. Địa điểm đến, phải không Nhiệt. Hata? Vì ung hai tà là tiễn đưa. Đến chỗ thật mà chúng ta Mà chung hai tà là đấu. đóng khá ta Ca tà là đi. đi ra ta Otora ca tà là trở về. trở về chỉ lưu ta Kirun in tà là lạc đường. lạc trường chỉ lưu một ta Kirun một tà là hỏi đường. hồi trường chỉ đi mặc khi ta Kiri mặc kita mặc ca hata tắt đường. lạc trường giặc tổ Giặc tô là sơ đồ đi. số đồ đi y vị trí Uy chi địa điểm này. địa điểm này bùi lông chiu nhung Sơn xem niềm xem các hàn sủi sợi dốc. bùi à bùi lông chiu là 좋은 거 보이는 기쁜 lông chiu lông chiu Vui lòng. chiu는 주다 응응응 즐거움을 주는 거? I copy this link and I pass because so in Vietnam has many Korean center. The boss material. Material, okay. Educational material to learn to Vietnamese, tiếng Việt. Bulong chiu chulung, okay. Nè. Cô đi tăng dung này, đi lô chú cá sẹo. Nè, y kilo chúc ca xe dô. Nè, Cô đi nè. thẳng đường này. Hồi tuổi. Ừ. Thân đọc tiếng Việt. Nè, Yoko hỏi đường đi đến bưu điện. Yoko hỏi đường đi đến bưu điện. Nè. Nè, Yoko는 길을 물어서 우체국에 간다. 간다 가요 딴 와이 tôi là nè N. nè xin lỗi anh làm ơn cho hỏi thăm Dạ, cô hỏi chị. à bưu điện ở đâu ạ Bưu điện tan phố phải không? Cô đi tăng dưỡng này. Đến ngã tư thì rẽ trái bưu điện ở bên phải. Anh Ừ? cứ con Ừ, đẹp sơ đẹp sơ niêm sơ sơ niêm đến đến nhà tôi chỉ rèn trái bưu điện ô bên phải từ đây đến đó có xa không anh? không xa lắm đảo chỉ khoảng 200 mét Nhưng tôi mới hỏi một người. Người đó nói là còn xa lắm. không phải đảo cô thì thắng dung này đi à không lắc dung đảo tạm cảm ơn Nè. nhé yogo nên yogo 마무리하고 다음 거는 시간 없으니까 Nè.네, 해요. 이거는 한국어 이번엔 해봐요. 내가 먼저 해볼게요. 실례지만 뭐좀 물어봐도 될까요? 네, mua ca cung 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 ha si chốt우체국이 어디 있어요? si u che cúc yốt y kirun o cúc chan ca se yo ne cori ca nao myong
Choa Huê Chon Haseyo Orun Chok Ke Uche Kuki Isayo. 여기서 거기까지 뭔가요? 안 mora royo e back chúng tôi back kê an teo. 하지만 조금 전에 어떤 사람한테 물었는데 그 사람이 아직 멀다고 했어요. 아니에요. 이 이로 쭉 가세요. 긴 이로 버리지 많고요. 한번 이거 한번 봐요. 네. 실례해요. 아는 높은 사람, 나이 많은 사람한테 안람 아, anh làm ơn cho hỏi thăm. Làm ơn cho hỏi thăm질문해도 돼요? Làm ơn. Dạ, cô hỏi gì? Bộ bộ Bưu điện ở đâu ạ? bộ 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 bên uchebuk, bưu điện Nè, uchebuk 어디 우체국. 있어요? 부지엔 là uchebuk, tampo. C 우체국. 아, 시 우체국. 아, 빨리 시 우체국 말이죠. 거지지 땅 중하이 이 길로 땅 중. 당 đường, 똑바로 cọc đi짱 trong, đi짱 cọc tràn,똑바로 가요. 똑바로, nên 나투 사거리 나투 사거리 사거리에서 이 제 자이 좌회전하면 우젠 오른쪽 맨 바이 오른쪽에 우첸 우체국 있어요. 유다이 넨너 거기 가는 게 사콩한 사멀 멀어요? 여기서 응 멀어요? 거기까지 뭔 멀어요? 아콩사 람다오 멀지 않아요. 거기 멀지 않아요. 지 오직 약콩 하이짠맥 200m 정도밖에 안 돼요. 찌라 밖에 오직 눈 하지만 또이 모이 호이 못 뇨이 내가 모이 호이 뭐한 사람에게 물었는데 뭐 어이 물어봤는데 뇨이 그 사람이 도노이 말했어요. 본 사람 멀었다고. 라콘 아직 콘? 콘? 아직 아, 사람 멀다. không xa lắm, không xứng à chết nhờ môn ta có hết soi dù nghe nói là không xa lắm, bạn con nói xà lan không phải đâu anh anh yêu hiểu không phải đâu anh nhá cô đi tăng phục bà rô khá dung này đi chú khayo không lạc dung đau ý đồ bởi gì mà cô lạc dung đau hàm yên kìl ý ta không lạc Kiyun e in ilchi đó말고 오케이, 요거 하나 더 해봐요. DX, 그러면, D 해봐요. 무, 쫑, 단, 당, 젠, 융, 지, 덴, 쪼, 난, 시. 쪼, 부, 총, 부부, 딴 부부가, 당, 젠, 중, 낸 네. 시, 시장에 가는 길이다. 오케이, D? Cho nó tí. Yeah. Ôi, nặng quá. Mình kêu xích lô đi em. Tổng thêm lắm, sắp tên nổi rồi. Đến ngoài tư, em sẽ hồi căn sát. Cảnh sát đang đứng kìa. Em hỏi đi. Dạ, xin lỗi, anh làm ô chỗ hồi. Chỗ này chỉ có căn đại không á? Căn sát. Chợ chợ Nancy hả? Chị đi thẳng đường này đến ngã tư thứ hai rẽ trái.
đi thêm khoảng 500 mấy nữa, rẽ phải, sau đó đi thêm khoảng 200 mấy nữa thì đấy. Và hey, từ đây đến đồ không bao nhiêu mắt? À, để xem, có lẽ khoảng 2 cây số. Cảm ơn anh. 2 cây số xa quá. Không xa lắm đâu. Đi đi ăn. Nhưng túi xách này nặng quá. À, để ăn mắng cho. Ồ, nắng quá. Cô là mình phải khu xin lỗ. Xích lỗ. Xích lỗ. Xích lô. Ok. Xôi xanh đi mê xích lô ả rát. À, nè, 알아요. 시클로, 그 자전거, 사람이 타는 자전거. 네, 사 타봤어요. 시클로. 시클로 이거 관광지에 가면 시클로 있어요. 헤스터 프리웰. 아, 예, 3휠. 바퀴가 3개 있고, 아, 이거 보통 베트남 시클로는 손님이 앞에 앉고 시클로 운전사 뒤에 앉아서 가요. 네. 시클로 드라이버 있어요. 하노이에서도 봤어요. 오, 질문에서 실로 많이 있어요. 있어요. 호아깨엠도 있고 호치민도 있고 다낭에도 있어요. 2분 남았어요. 하이 분. 한국어 해볼까요? 한국어. 네. 네. 아이고 엄청 무겁네. 여보 우리 시클로 부르자. Tôn mà ni tư ro dù có tôi chắc han co e dù nê co ri e tôi chắc he so kiong chan han thê mô ro bôn kê dù경찰 저기 서 있네. 물어봐. 네 실례 하지만 뭐좀 물어봐 또 돼요? Nancy, si chan, yogi so kaji wo yo. 아까워요. 낸시 시장요. 이길로 쭉 가셔서 두 번째 사거리에서 좌회전하세요. 500m 정도 더 가서 우회전하세요. 그리고 나서 200m 정도 더 가시면 도착해요. 그러면 여기서 거기까지 목몇 미터 잔도 남았죠? 아, 글쎄, 아마 202km 정도요. 감사합니다. 2km 너무 멀다. 그리 먼지 않아요. 여보까요? 하지만 이 가방 너무 무거워. 내가 들고 갈게요. 오, 엄청 무겁네요. 우리 시클로 물어야겠네요. 오케이. 목분 담비에 수고했어요. 네. 감사합니다. 안녕히요. 네. 나이 마이 꿈따 보태요. 9 giờ ngày mai. OK.